được 10 ngày, nhưng trong khi ngồi thiền có mở băng đĩa nghe chú Án Ma Ni Bát Minh Hồng, nhưng là tiếng Ấn Độ. Sau đó cháu bị đau đầu và bây giờ cháu bị loạn thần, sợ bóng tối, và cháu nói cháu nhìn thấy rất nhiều ma, và trong đầu có nghe thấy rất nhiều người nói và có cả tiếng rì rào róc rách. Cháu không ngủ được, không ăn được. Hiện tại sức khỏe của cháu rất yếu, đặc biệt là khi cháu sinh được cháu trai được 2 tháng tuổi thì bỗng dưng cháu gọi được mẹ mấy tối liền. Khi cháu được 3 tháng thì cháu gọi được bà ơi, từ đó đến giờ cháu không gọi nữa. Hiện tại cháu được gần 6 tháng, con kính bạch Thầy hoan hỷ giúp cháu để cháu chữa khỏi bệnh, cháu được mạnh khỏe để cháu nuôi con của cháu. Con xin kính chúc Thầy năm mới luôn luôn được mạnh khỏe. Thầy luôn là cây cao bóng cả để chúng con nương tựa vào Thầy. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử Phan Thị Lý ở Việt Trì, Phú Thọ đưa câu hỏi, thì chúng ta Thầy đọc chúng ta đều nghe rồi. Nói là có đứa con gái năm nay 38 tuổi. Sau khi sinh con, sức khỏe yếu, thì có người bảo ngồi thiền thì sẽ khỏe. Mà khi ngồi thiền thì nghe thêm câu thần chú Án Mani Bát Minh Hồng. Do đó thì một thời gian thì thế là đau đầu và sinh ra loạn thần. Rồi bây giờ thì sợ bóng tối, sợ mọi người vân vân đó. Ở đây, các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa mới nói là muốn tu thiền phải có thầy dạy là như thế. Phải có thầy dạy. Thầy dạy để làm sao? Khi mà ngồi thiền, cái điều cốt yếu của việc gì? Đầu tiên là phải điều thân. Thứ hai là điều hòa hơi thở. Và thứ ba là phải điều tâm. Ba cái này phải như cái đỉnh ba chân, như kiềng ba chân ấy. Hành giả muốn tu thiền thì phải điều hòa được ba thứ này. Mà muốn điều hòa được ba thứ này thì thường thường là phải có thầy dạy. Hoặc là mình phải gì? Phải nghiên cứu thật sâu, thật vững chắc về các phương pháp tọa thiền, điều thân, điều hòa hơi thở và điều tâm của các tổ đã dạy ở trong kinh luận thì mới có thể gì? Tự mình ngồi được. Trường hợp này chắc chắn là như ở trong nhà thiền hay là người tu chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma. Cái này chúng tôi cũng gặp khá nhiều. Kể cả người niệm Phật còn bị kiểu như thế này. Ví dụ như cách đây hơn năm, có một cháu sinh viên mới ra trường, mới đi làm được mấy tháng. Đi ô tô bít, nghe thấy một người và mặc áo nâu, không biết là Phật tử hay không, mặc áo nâu, một bà cụ bảo là niệm Phật tốt lắm, cháu niệm Phật đi. Thế là về thì bắt đầu là cứ thế là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật suốt như thế. Mấy hôm sau tự nhiên là gì? Nhìn thấy, lúc thì nhìn thấy Phật, lúc thì nhìn thấy Bồ Tát, và bắt đầu khởi tâm gì vui mừng, và dần dần gì nhìn thấy cả ma nữa. Khi nhìn thấy Phật thì mừng, nhìn thấy ma thì sợ. Cho nên nó được một thời gian sau là tự nhiên là mất ăn mất ngủ và chân tay gì cứ luôn đầy bẩy. Khi mà một người bạn đưa cái bé lên đây, bé nữ đưa lên đây thì mặt mũi gì tái mét và đổi sắc, và chân tay gì cứ run đầy bẩy như thế này, người cứ run đầy bẩy như vậy, cũng sợ gì, sợ ánh sáng, sợ đông người và sợ cả gì cả Phật nữa. Khi đưa lên đây tôi đang làm ở ngoài cửa ngoài kia, ở ngoài chỗ tôn tượng Di Lặc, ở ngoài cửa vào. Nhìn thấy không còn cái hồn sống nữa. Thế hỏi làm sao thì mới bảo là do niệm Phật mà bị như thế. Xong tôi mới bảo là niệm Phật mà sai cách, niệm Phật mà dụng tâm gì không đúng á, thì vẫn tẩu hỏa nhập ma như thường. Đây đứa bạn lúc đó cái bé nó không biết gì nữa, thì đứa bạn nó bảo thôi xin thầy cứu bạn của con. Chỉ có thầy cứu được thôi. Con cũng đi cúng đi bái, đưa bạn nó đi cúng, gia đình cũng đưa đi cúng rồi nhưng không khỏi. Đến gặp mấy chùa rồi, đi bắt ma bắt quỷ rồi cũng không khỏi. Tôi bảo cái này không phải ma, cái này do gì? Dụng tâm sai thì phải gì ạ? Phải sửa lại cái tâm, chứ không phải cái gì cũng đi cúng là khỏi được, cái gì cũng bắt ma là khỏi được. Đó. Bảo đi xuống Hòa Thượng dưới Hải Phòng để dùng cái lắc để bắt ma rồi nhưng mà gì nó không khỏi về, nó vẫn thế. Tôi bảo cái này không phải là ma, không phải ma. Mà ma ở đây gì? Do chính tâm biến thành ma chứ không phải do con ma bên ngoài tác động vào. Đó.
Cho nên tôi bảo thôi về thì bây giờ muốn khỏi không? Cháu nó bảo, bạn nó bảo là bây giờ bạn của con không biết cái gì nữa. Thế tôi bảo ừ được rồi, nhưng mà bây giờ con, tôi nói nó còn nhận thức được, còn hiểu không? Thế hỏi, tôi hỏi là thế thầy nói con còn hiểu không? Nó gật gật đầu, có nghĩa là vẫn hiểu, nhưng mà nó không ý thức được cao. Chúng tôi mới bảo là thôi bây giờ nhé, lại tiếp tục về niệm Phật nhé. Nó sợ, nó nghe vào niệm Phật một cái nó rúm người là nó lắc đầu, nó bảo không không, sợ lắm, nó sợ Phật. Thế tôi bảo không, cái mà gì, cô niệm Phật trước đây á, nó khác với cách thầy dạy cô niệm Phật bây giờ. Bảo đấy là cứ yên tâm đi, chịu khó thầy hướng dẫn cho cái cách niệm Phật này để chữa bệnh, chứ không phải cách niệm Phật ngày xưa để mắc bệnh, còn cách niệm Phật bây giờ là để chữa bệnh. Thế nghe nói như vậy thì nó rạng rỡ lên, bắt đầu thì đi vào phòng khách ngồi nói chuyện một chút và dạy cho nó cái phương pháp gì ngồi thiền để niệm Phật. Trước đây thì nó gì, nó ngồi niệm Phật nó cứ nhất tâm nó niệm, nó mong cầu thấy Phật cho nên nó bị dính như thế. Chứ bây giờ ngồi thiền niệm Phật cứ niệm hơi thở, hít vào thở ra trụ tâm nơi đan điền và niệm Phật cứ nam, hít vào thở ra mô, cho nên A Di Đà Phật, cứ như thế, tuần tự như thế. Và chỉ có một tuần sau thôi, bạn nó đưa lên thì khỏi đến 80-90% là tỉnh táo rồi. Về niệm thêm mấy tuần nữa thế là khỏi bình thường. Có nghĩa gì? Bệnh do tâm thì phải gì? Dùng tâm để mà trị. Bệnh do tu sai pháp thì phải gì? Phải tu sai pháp, phải tu đúng pháp để mà trị. Cái trường hợp này chắc chắn là do tu gì? Tu sai pháp rồi. Cái này thôi hôm nào thì mang cháu nó sang đây. Vào cái ngày không có khóa tu ấy, nó vắng. Vào khóa tu địa tạng ấy, hoặc khóa tu địa tạng buổi chiều. Khóa tu địa tạng thì có thể rỗi rỗi thì thầy tiếp được. Còn pháp hội thế này thì đừng có gặp thì còn không tiếp, chứ đừng nói là giúp đỡ. Tại vì những ngày này là dành toàn tâm, toàn ý cho đại chúng, cho pháp hội. Đến người nhà tôi còn chẳng tiếp mà. Người nhà ra hôm qua giờ mấy người ra gõ cửa rồi tôi còn không tiếp. Bước lên cầu thang rồi tôi còn bảo thị giả đuổi xuống. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.